Mời đó nha. Không giúp mình không ăn. Vậy 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 nãy giờ anh mai mà hỏi chứ vậy mà. Chắc trúng trứng. Mực nhìn con nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình mua được một con mực. Mình về mình làm mực xào chua ngọt nha cả nhà. Giờ mình rửa nha. Sạch giờ mình cắt mình đi xào nha cả nhà. Mực mình rửa sạch cắt sẵn rồi nha cả nhà. Bây giờ mình đưa mình đi xào với khóm, cà chua, chia leo với cần tây nha cả nhà. Rồi mình đi xào nha. Mình đưa lên mình xào luôn nha.
cho dầu vô rồi phi hành tỏi vô thơm nha cả nhà. Tỏi vàng giờ mình cho mực vô nha cả nhà. Cho dưa leo với khớp với rau củ vô mình xào nha nè. Cho mực hồi nãy vô nha cả nhà. Dạ mình xào xong rồi nha cả nhà. Ấy ra dĩa rồi mình ăn nha. Rồi, xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Ngày hôm nay các bạn như đã thấy là bà xã mình làm món mực xào chua ngọt các bạn. Đây, bây giờ nhà mình sẽ ăn cơm và cùng có thưởng thức cái món mực xào chua ngọt này. Bây giờ mời tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Thử thôi, đừng ăn thật nha. Luộc hết đó luôn á. Ngon. Đây, mời tất cả các bạn nha. Bây giờ mình ăn thử cái rau mực này nha các bạn.
Nhai rồi nó không quá kèo, bây giờ nó thấy chưa luộc rồi, nó có nóng. Cái gì cũng vậy, chụp quá không có được. Quá ngon, quá ngon. Dạ. Quá ngon các bạn ơi. Giờ là của thịt rồi, bé là của dầu anh. Cắm với mời các bạn nghe. Các bạn cắm này cũng ngon đó. Đúng rồi, ăn là miệng ngon nè. Vì không ngon cuốn hả? Có mắm mà không mẹ ngon quá trông. Rồi rồi rồi. Nhưng không ăn người ta quá ngon, không hồi nó cho dễ một đi. Rồi, bây giờ mời tất cả các bạn ha, cùng thưởng thức bữa cơm gia đình, cùng với gia đình của mình ha. Rồi, mời tất cả các bạn nha. Mời cả nhà nha. Gấp là nhìn mình ăn thử với mắm nêm nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng mực nha. Nó còn bẩn lắm, giòn lâu. Rồi, mình dừng lại video nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào.